dinh dưỡng rồi cái bổ của con hàu là như thế nào, thì tác dụng cho phái nào thì mọi người cũng rõ rồi ha. Con hàu thì chủ yếu là nói chung là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho mọi người, nhưng đặc biệt là nó phù hợp với thể trạng của phái nam. Em có cái tinh chất hàu này của Úc ha. Đó, thì cái này nó bào chế cái thuốc này á, là tinh chất từ con hàu ra. Thì mọi người cũng biết là cái bổ, nói chung là cái chất dinh dưỡng rồi cái bổ của con hàu là như thế nào, thì tác dụng cho phái nào thì mọi người cũng rõ rồi ha. Con hàu thì chủ yếu là nói chung là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho mọi người, nhưng đặc biệt là nó phù hợp với thể trạng của phái nam. Đó, thì nếu mà các anh nè, hoặc là các cặp vợ chồng nào mà đang mong muốn có em bé, muốn đậu thai nhanh đó, dễ dàng, thì mình có thể tham khảo cái bộ đôi này ha. Đây, cái bộ đôi này, cái này là dành cho mấy chị nè, uống thuốc đầy đủ, bổ sung vitamin khoáng chất trước khi có bầu và trong khi có bầu ha, làm cho cái buồng trứng của mình nó khỏe khoắn hơn ha, nó dễ được đậu thai hơn ha. Ngoài ra thì các anh thì có cái loại này đó là tinh chất hàu. Thì tinh chất hàu này giúp cho cái lượng mà tinh trùng của mấy anh nó sẽ khỏe hơn, tinh trùng nó khỏe hơn, nó bơi khỏe hơn, nó gặp trứng thì nó đậu vô trứng thì mình dễ thụ thai hơn. Đó, nếu mà trong trường hợp mà mấy anh mà bị mình thả, các cặp vợ chồng mà đi thả bầu á, thả hoài mà không dính á, mà mình có đi khám đi chữa, người ta kêu là bị dị dạng tinh trùng, bị dị dạng nè, rồi tinh trùng yếu nè, đó, rồi tinh trùng nó bị sao đó, nói chung là nó có vấn đề về tinh trùng, nó không có gặp được cái trứng của người phụ nữ, thì mình có thể mình uống cái này thử ha, khá là tốt. Cái này là sản phẩm của Úc ha. Một ngày mình chỉ cần uống 1 tới 2 viên thôi. Mỗi ngày chỉ cần 1 tới 2 viên sau khi ăn ha. Thì trong vòng nửa tháng, thì em nghĩ nửa tháng là nó sẽ có tác dụng. Nó tác dụng lớn. Tại vì thật ra cái này là bác sĩ khuyên dùng luôn á. Bác sĩ ở khoa phụ sản khuyên dùng cái loại này. Nếu mà kê thuốc thì cũng kê cái loại này cho mấy anh nè. Những cái loại mà thuốc hàu á. Đó. Đây nha mọi người ha. Một hũ tinh chất hàu này có giá là... Mọi người đợi em xíu nha. Cái hàu nè, cái hàu này là 350 nha mọi người. Một cái hũ hàu này là 350 ha. 350. Một hộp này là 60 viên ha mọi người ha. 60 viên. Một ngày mình uống 1 tới 2 viên thôi. Đó mấy anh đó, nếu mà muốn thả, muốn có em bé nè, muốn có tăng lượng lượng tinh trùng nè, hoặc là ha, hoặc là trong trường hợp là mình không có liên quan tới có bầu với em bé đi, mà mình bị yếu sinh lý chẳng hạn. Đó, mình yếu sinh lý, mình xuất tinh nhanh hay là bị yếu hay là bị sao đó. Đó, mình uống cái này cũng bổ sung luôn, không sao, cũng rất là tốt nha mọi người nha. Đó, còn nếu mà anh chị nào mà muốn thả bầu của em bé sớm á, đó thì kết hợp cái bộ đôi này giúp em ha. Này là dành cho nữ nè, bổ bầu nè ha, bổ trước khi có bầu nè, giúp buồng trứng khỏe mạnh nè, cái này giúp tinh trùng khỏe mạnh nè. Đó, hai cái này kết hợp với nhau ha, bảo đảm có kết quả luôn nha mọi người ha.